Chào các bạn. Đầu năm mới 2024, mình xin gửi đến tất cả các bạn lời chúc sức khỏe và một năm mới nhiều thuận lợi, kể cả trong công việc, trong học tập và trong cuộc sống. Nhân đây thì trong video này mình sẽ chia sẻ một chút như sau. Mình có nhận được phản hồi từ một bạn về việc là bạn muốn tìm kiếm cái trang web Soco để tải về bộ gõ Soco nhưng mà không thành công. Thì mình đã tìm được đáp án và cũng muốn chia sẻ đến tất cả các bạn sự thay đổi về giao diện của Soco trong năm mới này. Đầu tiên thì mình sẽ vẫn thao tác tương tự giống như là trong video trước đó vào năm 2022 để xem là Soco đã thay đổi gì về mặt giao diện các bạn nhé. Trước tiên là mình cũng vẫn nhập tên Soco vào đây. Sau đó mình nhấn Enter và kết quả trả về đầu tiên là một cái trang web có hình chữ S. Mình để ý thấy lần này thì giao diện của Soco đã có sự thay đổi. Trước đây thì biểu tượng của Soco là một cái hình chữ S màu trắng nằm lọt thỏm ở trong một cái ô vuông có màu cam như thế này. Nhưng nay thì kết quả tìm kiếm đã trả về là chữ Soco là một cái chữ S màu cam và nằm trong một cái hình tròn có viền màu cam như thế này. Bây giờ thì mình sẽ thử kích vào đây để xem giao diện thay đổi như thế nào các bạn nhé. Giao diện ở trang chủ của Soco khi này thì mình thấy là nó đã trở thành một cái trang giống như là trang tìm kiếm vậy đó. Khi mà các bạn nhập các cái nội dung tìm kiếm vào đây và nhấn là Soco sâu sủa thì nó sẽ tìm kiếm. Và giống như vừa rồi các bạn thấy đó thì nó sẽ đọc lên. Tại vì hồi nãy mình có bấm vào một cái nội dung ở bên góc phải bên này nè, thì khi đó nó sẽ hiện lên những cái dòng chữ ở trên này và khi mà đưa cái con trỏ vào đây thì nó sẽ đọc to lên á. Nếu mà các bạn không bấm vào cái mục bên phải đó giống như mình thì nó cũng sẽ hoàn toàn là không có cái mục màu xám xám như thế này luôn ha. Thì có thể thấy đây là một cái sự cải tiến lớn nhất của Soco là ngày trước á, thì chỉ chuyên về bộ gõ thôi nhưng bây giờ thì đã được nâng cấp để mà trở thành một cái trang tìm kiếm và có tích hợp với các cái nền tảng khác và cũng có hỗ trợ phiên dịch cũng như là y tế, trị liệu vân vân. Nó có nhiều lắm. Nó có cả video, rồi xem phim, rồi có nhiều thứ khác lắm. Tuy nhiên là nó sẽ không có dẫn trực tiếp cho các bạn đến cái mục mà để tải về bàn phím Soco như hồi trước á. Bây giờ thì mình sẽ thoát ra ngoài. Các bạn có thể nhìn xuống bên dưới này. Ở bên dưới này thì nó sẽ có một cái dòng màu đen ghi là Soco sâu sủa. Mình sẽ không có kích vào cái dòng màu đen này ha. Mình sẽ nhìn xuống dưới nữa. Thì ở dưới đây nó có cái mục là Soco su ru phạ nè. Thì đây mới là cái mục mà chúng mình cần phải kích vào nè. Thì chúng mình sẽ nhìn kỹ ha. Mình không biết là trên giao diện Google của các bạn thì có phải là bộ gõ hay là bàn phím Soco nằm ở vị trí đầu tiên một xanh xanh ở dưới cùng như thế này không, hay là nó nằm ở những vị trí ở trong. Tuy nhiên các bạn quan sát thấy đúng cái chữ Hán này nè, y chang như thế này nè, thì các bạn bấm vào đây cho mình ha. Mà bây giờ thì nó đã trả ra cái kết quả về cái trang web màu xanh xanh biển, giống như hồi năm 2022 mà mình đã từng hướng dẫn để các bạn tải về cái bộ gõ Soco để các bạn có thể tải về bàn phím Soco cho nó phù hợp với lại cái hệ điều hành trên máy của các bạn á. Thì bạn nào xài Win thì nó sẽ vẫn là kết quả tìm kiếm đầu tiên, có ghi cái chữ Win ở đây nè, nằm trong một sản phẩm ha. Rồi, quay trở ra. Và đối với các bạn không biết tiếng Trung, mình có một cái cách khác để giúp các bạn có thể tìm kiếm được chính xác luôn cái trang web. Thì các bạn có thể gõ chữ Soco, sau đó cách khoảng trắng ra, rồi tiếp tục nhấn vào đây là su ru phạ. Các bạn gõ liên tiếp và không có cần để dấu gì hết như thế này nè. Và sau đó thì các bạn sẽ nhấn Enter ra cho mình ha. Thì nó sẽ trả về kết quả tìm kiếm đầu tiên cho các bạn á, là cái trang web có giao diện hiển thị với tiếng Trung như thế này và trong đó nó có ghi là surufa.soco.com. Thì đây là cái trang web mà chúng mình cần tìm. Các bạn kích trực tiếp vào cái dòng tiếng Trung này. Và sau đó thì nó cũng sẽ vẫn dẫn đến cái trang web có giao diện màu xanh biển mà chúng mình sẽ dùng để tải về cái phiên bản tương ứng Soco á. Đây là nội dung mà mình hướng dẫn để giúp các bạn truy cập được vào cái trang web tải cái bộ gõ Soco về trên máy tính của các bạn ha. Sau đó thì các bạn có thể thao tác các bước tiếp theo giống như trong cái video cũ, nó cũng giống y hệt như thế á. Mình sẽ để video có các cái bước thao tác tiếp theo ở đây để các bạn có thể tiện kích vào và thao tác tiếp nhé. Chúc các bạn thao tác thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau. 再见.